Chào các bạn, bên mình có nhận sữa máy rửa mặt Fourier chính hãng. Như trên tay mình á, sẽ có hai con máy là Fourier Luna Mini 3. Và Fourier Luna 3. Loại Luna Mini á, nó nhỏ hơn, nó tầm khoảng 2/3 so kích thước so với Luna 3. Thì có vấn đề chính ở đây á, đa phần khách hàng gọi điện báo cho mình á, là cái thời hạn sử dụng, cái deadline của pin nó chỉ sử dụng được trong khoảng tầm 2 năm đổ lại, mặc dù người ta sẽ sử dụng ít nha. Thì pin ở đây á, cái dung lượng của nó là khoảng 850 mAh, và cái điện áp của pin là tầm 3.7V ha, pin lipo polymer. Thì mình có đi tìm hiểu và liên hệ một số đại lý cung cấp máy rửa mặt Fourier tại Việt Nam, thì cũng đang liên hệ để tìm pin thay thế cho khách. Cái vấn đề ở đây á là tại sao cái pin này á nó cứ tầm sử dụng trong khoảng 2 năm á là nó không sử dụng được nữa. Pin nó rất tụt rất nhanh, nó yếu pin nè. Mặc dù mình sạc full đầy. Mà đa phần á, khoảng hơn 80% á là cái ban bệnh của nó là nguyên nhân do pin ha. Một số cái lỗi như lỗi không rung á hoặc là mất nguồn á là do cái con vi điều khiển, vi xử lý á, thì rất ít gặp. Mà đa phần cái lỗi pin này rất khá nhiều. Ở đây mình có đi mua pin ở chợ Nhật Tảo á, pin độ cái dung lượng nó khoảng là hơn 1000 mAh, thì so với cái dung lượng của pin hãng á thì nó sẽ cao hơn, tại vì cái chỗ này pin này á nó chỉ có 850 mAh thôi. Tuy nhiên không biết có phải là do cái dung lượng pin khi mình mua không chính hãng của nó là phải dung lượng pin ảo hay không, mà sử dụng còn rất nhanh hết pin so với pin zin của nó. Mình đã thử rất nhiều pin nha. Đây, mình tháo cái máy ra ha. Đây là cái phần pin độ khi mà mình mua ở trên chợ Nhật Tảo. Cái kích thước pin nó khá dày, dày hơn so với pin hãng. Đây, như cái con máy Fourier này á, mình đã đổ pin rồi. Tuy nhiên cái chất lượng pin nó không bằng pin hãng ha. Giá này ở đây là pin này giá khá rẻ. Trong cái máy rửa mặt này á, pin nè, dung lượng khá cao. Phần này á mình có bắn keo cố định luôn, mình độ chế lại. Cái kích thước pin này á nó to hơn so với cái pin chính hãng ha. Thì mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà nó gây ra cái hiện tượng này. Mình sẽ kiểm tra coi. Cái giải pháp ở đây á, mình sẽ đi tìm hiểu coi có phải nguyên nhân do pin hay là do các linh kiện hoặc là do cái phần mềm của cái máy Fourier này. Tùy như cái máy này á, nó sẽ liên kết với hãng ha, nó sẽ có phần mềm á để điều khiển hoặc là thông báo cái chế độ chính sách bảo hành của nó. Mình nhận thấy ở đây á, đa phần bị lỗi mà xài một thời gian hoặc là đang xài tự nhiên mất nguồn, hoặc là xài một chút xíu là nó mất nguồn, tụt áp á. Nguyên nhân ở đây chính xác là do cục pin này. Thì mình có thử kiểm tra và đổi cục pin. Như ở đây trên tay mình á là có cục pin của cái máy hút thuốc lá điện tử Vape.
thì cái pin này á, nó sẽ làm cho cái thời gian mà sử dụng của cái máy rửa mặt này nè ok hơn ha, nói chung là ổn định hơn, thời gian còn lâu hơn so với những cái pin chính hãng này nè. Pin này pin đã xài 2 năm rồi nhưng mà nó bị tụt áp ha, giống như bị vấn đề chai pin á, pin không còng. Đây mình sẽ gắn ra mình thử cho các bạn thấy. Như đây là pin lô bên Nhật Tảo á, thì mình mua về mình không sử dụng được nha. Cái vấn đề ở đây là pin mình cần tìm pin chất lượng. Nên một số các bạn á, có nhu cầu mà sửa những cái máy rửa mặt Fourier này á, thì mình đang trong quá trình tìm kiếm pin ha. Thì trên một số cái trang thương mại điện tử như Alibaba hoặc là mấy cái mình có liên hệ một số cái đại lý Fourier phân phối tại Việt Nam á, thì người ta cũng đang liên hệ với hãng coi có thể cung cấp linh kiện pin cho mình không để mình về mình thay cho khách đó. Thì nếu mà có thì mình sẽ tiến hành mình thay thế bảo hành sửa chữa luôn từ phần cứng. Đó như đây. Ta. Trường hợp này nó pin yếu quá nè, nó đó. Nó rụt chút xíu là nó tắt à. Là cái pin này á, nó sẽ không cầm ha. Đó là cái pin zin đó, xài được 2 năm á. Mặc dù mình nó sạc full đầy nha, nó xài chút xíu là nó ngắt. Còn đây mình tiến hành mình thay thế cục pin của máy vếp thuốc lá điện tử rồi. Coi cái khả năng mà nó giữ pin á cao hơn cái này không ha. Khi mà các bạn cầm trên tay cái máy rửa mặt Fourier này á, thì linh kiện chính để mà tiêu thụ điện của cục pin này á, đó chính là cái motor rung nè, motor DC. Thì mình sử dụng á, thì sẽ có hai chế độ, một cái rung yếu hay là rung mạnh. Đây mình bấm một nút á, đó đây nè, nó sẽ rung yếu nhưng mà hai lần á này sẽ nó rung mạnh hơn. Cái máy này pin cũng yếu rồi nha, mặc dù mình đã sạc đầy luôn nè. Thì nói chung là đa phần cái lỗi bệnh đặc trưng của cái máy này á, là xài tầm khoảng trên dưới 2 năm á, là nó sẽ đổ bệnh, đó là bị lỗi pin. Tiếp theo đây á, mình sẽ cho các bạn thấy là cái motor này á, nó ăn dòng bao nhiêu. Thì ở đây mình sẽ cung cấp cái điện áp khoảng 4V đi. Mình dùng một nguồn ha, mình kẹp vô. Một số bạn cứ nói nghi ngờ là do cái motor này nó rung mạnh quá, nó gây ra hiện tượng hao pin. Nhưng mà trong một số cái vấn đề nhà sản xuất á, người ta đã tính toán hết rồi, không phải là do cái motor rung ha, mà chính là do cục pin của mình. Thì không riêng gì cái máy rửa mặt Fourier này á, các bạn xài như mấy cái pin điện thoại di động này á, thì trong tầm khoảng 1.5-2 năm nó sẽ ra hiện tượng. Và nếu mình xài nhiều nha, thì vấn đề mà chai pin á, hoặc là pin cái dung lượng pin á, nó sẽ giảm. Lúc đầu mình mua mới là khoảng 100% đi, máy mình bóc hộp ra là 100%. Tuy nhiên khi mà mình sử dụng á, đặc biệt là những bạn nữ mà hay sử dụng cái máy này á, sử dụng trong thời gian dài á, ngày nào cũng sử dụng đó, là cái tuổi thọ của nó, của pin á, nó càng ngày càng giảm ha. Như đây nè, mình cặp nguồn vô, đó, rung, mình sẽ zoom lên cho các bạn thấy.
Ở cái chế độ này á, chế độ rung bình thường á, thì nó chỉ có ăn dòng là khoảng 20 mA thôi. Nó không có hao pin ha. Thì linh kiện chính của nó tiêu thụ pin đó chính là cái motor rung này nè. Motor này là motor lịch tâm nha. Còn cái mạch này á, chỉ có cái con vi điều khiển này thôi. Nói chung là tiêu thụ điện nó không cao ha. Nên cái dung lượng pin của nó tầm là khoảng là 850 mAh. Để xác định nó thì mình sử dụng phương pháp thông thường là mình lấy cái pin khác mình thay vô thôi. Như ở đây cục pin này á là pin của hãng á, thì mình bỏ ra luôn. Tại pin pin lỗi ha, nó không cầm á. Pin hãng cũng khá dày nha. Còn tiếp theo đây mình sẽ lấy cục pin của máy Bapmos, đó là cái máy thuốc lá điện tử á. Mình test cho các bạn thấy. Đây là phần kết nối Bluetooth ha, kết nối với điện thoại qua ứng dụng. Rồi chữ M này là motor, thì mình có hàng tương tự vậy thôi. Nói chung mạch ở đây á, mình sửa cũng dễ, không có gì hết. Có lẽ chuyện chính của nó là con vi điều khiển á, thu phát Bluetooth thôi. Còn cái vấn đề ở đây đó chính là vấn đề pin nhiều. Motor nó cũng gây ra một số lỗi như không rung hoa, hoặc rung chập chờn gì đó. Nhưng mà phần lớn ban bệnh ở đây á, đó chính là bị lỗi do pin. Thì gặp những trường hợp này các bạn, nếu nào mà có pin á thì có thể cung cấp cho mình để mình thay, mình sẽ liên hệ ha. Hoặc là bạn nào có sẵn pin á thì cần thay thế thì cứ đưa qua cho mình sẽ thay cho. Đây là mình hàng đã hàng motor trên mạch. Còn vấn đề cấp cấp 10 cho mạch á, thì mình lấy cục pin của các bạn. Lưu ý cho mình vấn đề mà mình thay pin á. Như vậy đối với những cái máy rửa mặt Fourier, đa phần trong quá trình sử dụng người ta sử dụng tầm khoảng 2 năm đổ lại. Có pin, đây là pin zin của nó hay bị hư, thì mình sẽ tiến hành mình thay một số pin. Như ở đây là có cell li polymer của cái thuốc lá điện tử Pháp, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái cell pin 18650. Mình thử thay vô coi, mình thay vào coi cái dung lượng nó như thế nào ha. Tại vì cái điện áp của pin á, tất cả loại pin này là cái điện áp khoảng là 3,7V ha. Khi khi mà mình sạc đầy đó, nó là như cái dung lượng của nó khác nhau nha. Cái cell pin li-ion nè, cell pin 18650 á, cái dung lượng của nó sẽ là khoảng 2000 mAh hoặc là 7 mAh. Còn những cell pin như thế này, đó là cell pin li polymer. Tại vì cái này á, nó thiết kế rất mỏng ha. Nếu mà nó cái dày hơn á, thì phải mình độ chế, mình thay cái cell pin 18650 này vô á, ok, nó khá mạnh. Và sau đây mình sẽ tiến hành mình hàn hai sợi dây ha. Rồi các bạn để ý cho mình á, trên bo mạch nó sẽ ký hiệu chữ B cộng B trừ, thì mình hàn tương ứng. Giả sử mình lấy cái dây đen, mình hàn vô chân âm của cái bo mạch.
Cái video này là mình làm thử thí nghiệm thôi nha. Còn nếu mà mình tìm được pin zin á, mình sẽ thay cho khách. Tại vì cái pin zin á nó mỏng, nó thiết kế ốp vào cái vỏ của máy nó không vừa. Chứ còn mấy pin khác á, giống như cái xe pin 18650 này á, thì mình này nhét không vào ha. Mặc dù á nó đảm bảo được là cái máy hoạt động ok. Đó, như cái bo mạch này nè. Đó, cái chữ B cộng á, mình hàng như xám nha. Còn cái B trừ là mát á, mình hàng di âm. Rồi, mình ốp lại trên bo. Nói chung pin zin của nó khá dở. Đa phần khách hàng mà gửi sửa mình sửa đa phần nó bị hư pin không à. Chứ bo mạch của này nó có một con vi điều khiển á, nó khi hư chỉ có hư mấy cái lặt vặt thôi. Nói chung quá trình mà sửa chữa cái mấy cái mặt này khá dễ dàng, không quá khó. Một số cái máy đời mới á, như Forerunner 4 á, thì nó cũng vậy. Nói chung và cơ cấu của nó hay tất cả linh kiện á thì nó có cải tiến hơn, nhưng mà cái chế độ hoạt động của nó, chế độ rung thì nó cũng tương tự như những cái máy đời cũ thôi. Rồi tiếp theo mình thử cắm sạc vô nha, mình đo cái điện áp. Xem có cái điện áp bỏ ra của cái cách sạc không. Bình thường á mình cắm sạc vô á, ngõ ra của pin này nè, nó tầm hơn 3V thôi. Khi cắm pin vô á, thì nó sẽ đẩy cái pin lên, đẩy điện áp của pin lên. Đó. Là hơn 3V nha. Ok, và là có điện áp sạc của pin. Rồi, mình tiến hành mình lấy một cái cell pin 18650. Các bạn lưu ý các bạn kẹp đúng chân của nó nha, cái nguồn cấp B cộng B trừ. Như đây chân âm nè. Chân dương. Đây, mình đã kết nối xong. Hai cái này là hai chân của cái pin cũ. Pin này pin chính hãng nè, nó cũng vậy. Nó không cầm ha. Sau quá trình sử dụng khoảng trên dưới 2 năm là nó tuột pin. Đây mình bắt đầu mình tiến hành mình thử nghiệm ha. Đó. Bạn thấy rung không? Rung khá mạnh ha. Đó. Như vậy hầu hết cái lỗi mà nguyên nhân của mấy rửa mặt Forerunner này á, nó bị hư á, đó là chính là pin nha. Mình chỉ cần thay pin là ok. Mình chỉ làm thí nghiệm cho các bạn thấy. Đó là những cái trường hợp mà mình để lâu pin mình không xài, hoặc là trong quá trình sử dụng á, thời gian nó tầm 2 năm đổ lại á, thì nó sẽ xuất hiện cái hiện tượng là pin chai hoặc là pin không cầm á. Thì mình tiến hành mình thay pin là xong ha. Cái ban này khá dễ dàng. Đó, mình tiến hành mình thử nghiệm với cái cell pin 18650 á, ok. Còn vấn đề sạc quá, các bạn mình cắm thử vô luôn,
khá vậy cũng sạc như bình thường ha. Đây những cái cell pin li polymer nè, và cái cell pin li ion, cell pin 18650 đó. Đó các bạn quan sát cho mình nè, cái đèn nó chớp chớp nha, là nó dòng trong quá trình sạc. Khi á cái đèn này nó đứng im, đó là quá trình sạc đầy. Ok, video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc các bạn có để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.